Hello các bạn, chào mừng đến với nhà cú, mình là Bảy Bình Bông. Trong video này thì Bảy sẽ dẫn các bạn đi làm một cái nhiệm vụ có tên là Ngọn Lửa U Ám. Đây là nhiệm vụ quan trọng để các bạn có thể mở full cấp hồ Amrita, cái hồ có 6 level và cho các bạn 600 ngân thạch miễn phí đấy. Vì trong nhiệm vụ này thì các bạn sẽ kiếm được thêm 10 viên tịnh quang vũ cuối cùng, ngoài 26 viên tịnh quang vũ mà các bạn sẽ nhặt được ở ngoài map. Ok, không dài dòng nữa thì chúc tất cả các bạn tối tốt lành. Trước khi vào video các bạn đừng quên để lại cho mình xin một like, cũng như kéo xuống một chút xíu thôi, ấn thêm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Giờ thì chúng ta đến với intro nào. Video này chúng ta sẽ chia làm hai phần. Phần 1 thì các bạn sẽ đi nhặt những cái bông hoa để bắt đầu. Ở phần số 2 thì các bạn sẽ đi tìm được 10 cái cây. Hoa là chúng ta có 6 cây hoa. Và cái cây để các bạn nhận được 10 cái viên tịnh quang vũ đấy thì là 10 cây. Chúng ta sẽ bắt đầu từ hoa trước nhá. Các bạn dịch chuyển đến chỗ này. Ok, các bạn sẽ chạy thẳng theo cái đường này. Đó, các bạn thấy trước mặt của chúng ta có cái lỗ mà nó đang xoay xoay không? Các bạn sẽ dùng bé Sorus của chúng ta nhá. Các bạn sẽ đi vào cái lỗ đấy. Rồi nó sẽ có một cái giáo trình hướng dẫn các bạn. Các bạn chỉ ở đây giữ E các bạn. Nhớ là giữ E nhá, đừng nhấn E nhá, cứ giữ E là được. Tôi thì lúc này cũng đang đây là cái đầu tiên, cái hoa đầu tiên nên là cũng hơi bị rối, chưa biết làm kiểu gì. Về sau thì quen tay hơn, các bạn chỉ cần giữ E là xong, không phải căn nhiều đâu. Rồi chúng ta được bông hoa đầu tiên. Rất chi là ok đúng không? Sau đó các bạn dịch chuyển sang cái điểm dịch chuyển bên này, chúng ta đến với bông hoa số 2. Những bông hoa thì nó khá là đơn giản, các bạn sẽ không phải giải đố gì nhiều. Và nó nằm luôn ở trên map thôi. Các bạn sẽ đi xuống dưới này, các bạn đứng nhá. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ dùng bé Sorus để mở cái cây này. Các bạn giữ E thì các bạn sẽ biến thẳng về nhân vật của chúng ta luôn. Và Sorus sẽ đứng ở cái vị trí mà các bạn ấn giữ E đấy. Còn nếu mà các bạn nhấn giữ thì các bạn phải nhấn Z mới quay trở lại cái vị trí nhân vật của mình. Và Sorus cũng sẽ biến mất luôn. Đấy là cái sự khác biệt giữa nhấn giữ và nhấn. Cây số 3, các bạn sẽ đi ngay bên cạnh thôi, không phải dịch chuyển đâu cả. Nó nằm ở cái rìa vực này. Đó. Chỗ này thì các bạn sẽ trèo lên nhá. Nó không có đu dây đâu. Tôi có nhìn quanh để xem có đu dây không, nhưng mà không có. Mình phải trèo rồi. Địa điểm số 4 này. Các bạn sẽ đi sang bên tay sang bên phải của bản đồ nhỏ minimap. Đó, các bạn sẽ đi qua đám nấm này và đến một chỗ các bạn có ba cái đu dây đấy. Thì hai bên đều có hoa của chúng ta thôi. Rồi, cái đầu tiên. Cái số 5 thì nó sẽ ở đối diện nha các bạn nhé. Mình sẽ đu dây sang. Cái số 6 thì các bạn sẽ dịch chuyển về phía này. Từ chỗ này các bạn sẽ nhảy xuống vực. À, không phải nhảy xuống vực đâu, mà nhảy xuống một nấc thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy chỗ ba con nấm không? Bên dưới đấy. Đó. Chúng ta sẽ chỉ có 6 bông hoa thôi các bạn ạ. Bởi vì chúng ta có hai cái cây. Mỗi cái cây nó sẽ yêu cầu các bạn cho nó 3 bông hoa. Và hai cái cây là 6 bông hoa.
Còn lại 8 cái cây khác thì nó yêu cầu các bạn là khiêu chiến này hoặc là bay theo nó thôi, chứ cũng không phải phải đưa hoa cho nó làm cái gì cả. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến vị trí cây đầu tiên. Và sau khi các bạn đi cái cây này xong á, thì các bạn sẽ về nhận quest nhé. Cái quest có tên là Ngọn Lửa U Ám. Các bạn đến gốc cây này, các bạn sẽ dùng bé... Đây, đến đây các bạn sẽ mở quest này. Và mỗi một cái cây này nó cho các bạn một viên Tịnh Quang Vũ. Các bạn sẽ dùng bé Sorus. Rồi, các bạn sẽ ấn E để mở khóa cái cây này. Đó. Sau khi mở khóa xong, các bạn sẽ nói chuyện với cả một bé Paris ở trong cái cây. Sau đó thì nó sẽ yêu cầu các bạn làm một cái thử thách gì đấy, như là đánh quái này, bay theo nó này, hoặc là đi thu thập mấy cái viên linh hồn màu xanh này. Các bạn điều viên này các bạn ấn E là được. Chúng ta sẽ có tổng cộng 3 viên nha các bạn nhé. 3 viên cho một cái cây. Các bạn tìm đủ 3 viên là được. Sau khi mà các bạn tìm đủ 3 viên này thì các bạn về trả cho nó, chúng ta sẽ có được một cái dương cao cấp. Các bạn lấy thì sẽ được 5 nguyên thạch. Thì tính suy ra mỗi cái cây các bạn sẽ có được là 5 nguyên thạch nhá. Cho nó dễ tính. Đó, 5 nguyên thạch và một viên Tịnh Quang Vũ, 10 cây sẽ là 50 nguyên thạch. Ngoài ra các bạn nhận nhiệm vụ thì các bạn cũng sẽ có thêm nguyên thạch ở nhiệm vụ nữa. Ngọn Lửa U Ám. Bây giờ các bạn quay trở về để gặp Paris đầu tiên trên thế giới. Đây chính là cái gì nhỉ? Kavan à? Kevan à? Tôi quên mất cái tên đây rồi. Các bạn về gặp thì các bạn sẽ biết câu chuyện của những cái cây nhỏ đấy. Sau khi nghe câu chuyện đấy xong thì các bạn cũng sẽ bắt đầu cái nhiệm vụ của mình. Rồi, cái cây số 2 các bạn sẽ dịch chuyển đến cái chỗ đầm lầy nhá. Từ vị trí đầm lầy các bạn đi thẳng vào. Ngay trước mặt các bạn thôi, không phải đi xa quá nhiều đâu. Các bạn nên dùng những nhân vật như là Sayu này, Atacamona hoặc là Zielan để đi cho nhanh. Trên minimap của chúng ta thì nếu các bạn trang bị Sorus ấy, nó cũng sẽ hiện ra cái những cái cây ở trên map. Nó có ký hiệu như thế này này. Đó. Những cây 1, 2, 3, 4, 5 là những cái cây mà bảy tôi sẽ để nguyên easy như vậy. Tức là từ khi mà kích hoạt cái cây như thế nào, thử thách ra sao. Còn từ những cây về sau ấy thì những cái thử thách nó đều giống nhau cả. Bảy tôi sẽ cắt và tua nhanh. Đến khi mà bảy tôi hoàn thành cái thử thách và nhận được cái dương ấy, đấy tua một cái đoạn như vậy. Còn những cái cây từ 1 cho đến 5, bảy tôi sẽ giữ nguyên từ cách phá giải thử thách như thế nào vân vân cho các bạn. Rồi. Cái cây số 3 chúng ta dịch chuyển đến cái vị trí này. Từ vị trí này các bạn đằng sau quay. Các bạn sẽ đi vào trong hang này. Đó, trên minimap của chúng ta đã hiển thị một cái cây rồi đấy. Đi sâu xuống nữa nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn quành vào thì mới thấy được này. Đó, cái hang nó nằm ở bên dưới này, ngay dưới chân cầu thang. Mở khóa cho cái cây trước này. Rồi, dùng nhân vật của chúng ta nói chuyện với cả Paris này này. Rồi, đưa hoa cho nó ăn. Đây là thử thách của nó. Ok, ăn xong thì nó sẽ hoàn thành tâm nguyện. Và cái cây nó sẽ xanh trở lại. Rồi, chúng ta cũng có dương luôn. Mỗi một cây 5 dương nha các bạn à. Mỗi một cây là 5 nguyên thạch nha. Tính thế cho nó dễ tính nhỉ. Cây số 4, các bạn dịch chuyển đến cái điểm dịch chuyển ở bên dưới này. Và trước khi làm mấy cái nhiệm vụ này thì các bạn lên hoàn thành cái nhiệm vụ, cái chuỗi nhiệm vụ của 3.6. Đó là nhiệm vụ Cavarena thiện và ác đấy. Đó, cái cây nó nằm ngay đây thôi. Chúng ta lại kích hoạt này. Nói chuyện với nó này. Và nó sẽ bắt mình đi tìm ba cái tàn dư linh hồn màu xanh. Các bạn sẽ đi thu thập nó.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại nói chuyện với nó và nhận dương thôi. Có 10 cây, thành ra cái thời gian các bạn đi nhặt cái này nó nhanh lắm, nó đâu đấy khoảng tầm 20 đến 30 phút. Cây số 5, các bạn dịch chuyển lại cái vị trí ở bên dưới này. Dưới hang đấy. Rồi, các bạn đi thẳng lên phía trước, chúng ta sẽ có một cái cổng màu vàng. Các bạn sẽ điều khiển Sorut và nhấn giữ E nha các bạn nhé. Rồi, giữ E để nó giữ cửa cho mình đi vào thôi. Ngay trước mặt của chúng ta bên dưới có một cái cây. Chỗ này các bạn sẽ phải đánh mấy con chó săn ma vật nhá. Các bạn lưu ý là dùng cái team của mình để đánh nhá. Rồi, đánh xong thì các bạn sẽ mở khóa cái cây này. Tôi thích những cái cây mà nó đánh ấy, cho nó nhanh. Đỡ phải đi thu thập hay là đi nhặt cái nhiếc cái gì. Các bạn dịch chuyển xuống cái điểm dịch chuyển ở bên dưới này. Từ điểm này các bạn sẽ chạy bên phía tay phải của bản đồ mình. Đó, các bạn thấy ký hiệu cái cây không? Tiện nhỉ. Nói thật là trong số tất cả những cái con pet mà chúng ta nhận từ đầu game đến giờ thì Sorut là một trong những pet mà tôi đánh giá nó có nhiều tác dụng hơn so với những pet khác. Và Paimon thì không nói rồi, chúng ta sẽ không mang so Paimon so sánh đúng không? Chúng ta đều coi Paimon là một cái thương hiệu của thực phẩm dự trữ mà. Chỗ này các bạn cũng đánh quái nhá. Các bạn sẽ đánh clear Hilichun. Sau khi clear xong thì các bạn sẽ lấy dương ở đây. Hilichun và con pháp sư vực sâu hỏa. Các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển lúc đấy. Lần này thì các bạn sẽ đi xuống dưới của bản đồ nhỏ minimap. Các bạn đi sâu xuống. Rồi, đi qua cái rãnh nứt này thì các bạn bắt đầu quành sang bên tay phải của bản đồ. Chúng ta đi lên bên trên này. Đường đi hơi xa nha. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ có hai cái cây luôn mà. Đó, đây là một cây này. Cái cây ở đây là hình như là chúng ta sẽ bay theo nó thì phải. Nào thử xem nào. Đúng rồi. Cái bay này thì bảy tôi sẽ không cắt, mà cái bay đầu tiên ấy thì bảy tôi sẽ cho các bạn xem tôi bay kiểu gì. Nó hơi bị loạng choạng, nó hơi bị nhầm lẫn. Nhưng mà việc của các bạn đó là bay theo cái con tiên linh màu xanh kia, không để quá xa là được. Đấy. Và các bạn sẽ bay về đến đích. Sau khi bay về thì các bạn sẽ nhận được cái dương cao cấp của mình, 5 nguyên thạch nữa. Rồi. Còn một cái thử thách bay nữa, nhưng mà cái bay kia tôi sẽ cắt đi nha. Một cái cây nữa ở ngay bên cạnh của các bạn, bên phải của minimap. Các bạn sẽ nhảy thẳng xuống bên dưới. Cái cây này thì các bạn sẽ phải thu thập 3 cái linh hồn màu xanh lá cây. Nó sẽ ở vị trí từ thấp đến cao nha. Rồi, bắt đầu đi thu thập này. 1 2 và trên kia là 3. Đấy, các bạn nhìn cái thảo thần đồng kia không? Tôi đang ước là nếu mà Sorut có khả năng nhặt được thần đồng nữa thì 10 điểm này. Mình điều khiển Sorut và mình nhặt thôi là xong, đỡ về giải đố hay là bay nhảy các thứ mệt nhờ. Ok, sau khi mà lấy đủ 3 linh hồn chúng ta sẽ lấy được một cái dương tiếp theo. Cố lên các bạn, chúng ta còn hai cái cây số 9 và số 10 là xong rồi. Sau video này chúng ta sẽ đến với nhặt toàn bộ 36 cái tịnh quang vũ để các bạn có thể lên được level 10 cái hồ Amrita nhá. Sau khi dịch chuyển đến cái điểm thất thiên thần tượng bên này, các bạn sẽ bay dọc theo cái sườn núi, sườn đồi, đồi hay núi nhỉ, sườn núi đi. Đó. Rồi, chỗ đoạn này là khả năng cao các bạn cũng đã nhìn thấy trước mặt của chúng ta rồi. Có cái cây kìa, cái cây đang khô. Và đầu video nếu mà các bạn có nhìn để ý thì tôi đứng ở vị trí của cây này. Đấy, đầu video tôi đứng ở đây. Cái chỗ này các bạn sẽ phải bay nha. Bay theo con tiên linh này. Và đoạn này tôi sẽ cắt đi. Đấy, tôi sẽ cắt đến cái đoạn mà tôi bay xong rồi. Đừng bay quá xa là được các bạn ạ. Rồi, cây cuối cùng, cây số 10. Cây số 10 thì nó các bạn không phải dịch chuyển đi đâu cả, nhưng mà các bạn sẽ phải đi bộ nha. Đấy, nó ở bên phía gốc cây bên kia kìa. Chúng ta sẽ đi sang.
Tôi đang tìm xem cách nào bay không, nhưng mà thực tế là không có nhá. Các bạn sẽ phải bám vào cái đu dây này các bạn đi sang thôi. Rồi, sau khi các bạn đi xuống thì các bạn sẽ chạy lên cái sườn đồi. Có cái đu dây cả, nhưng mà các bạn sẽ không đu ở đây được hay sao ấy nhỉ? À đây, đu được này. Rồi, đu lên. Chỗ này thì các bạn cũng sẽ nhặt ba cái linh hồn thôi. Và sau khi nhặt đủ ba cái linh hồn thì chúng ta đã có cái dương cuối cùng, và cũng chính là cái Tịnh Quang Vũ số 10 của cái cây này. Cái này có tên đấy, nhưng mà nói thật là cái tên của map này nó bị khó đọc nên nó tôi không đọc nổi luôn. Đọc xong rồi nó lại còn bị ngượng mồm nữa thì hơi dở người nhỉ. Rồi cái số 3 nó ở dưới cùng này. Ok, quay trở lại nào. Sau khi lấy được cái cây số 10 xong, các bạn quay về trả nhiệm vụ, các bạn sẽ có thêm nguyên thạch nữa nhá. Chứ không chỉ là các bạn có 10 cái Tịnh Quang Vũ, có 50 nguyên thạch từ dương cao cấp, mà còn có cả nguyên thạch từ nhiệm vụ là ngọn lửa u ám nữa. Rồi, chúng ta về trả nhiệm vụ thôi. Và ngay sau video này thôi thì chúng ta sẽ đến với video đó là full 36 cái Tịnh Quang Vũ của map mới. Chúc tất cả các bạn thành công. Rồi, 40 nguyên thạch nữa.